Hôm nay lại tích được một ít thẻ cày chay xem vào chung, thế nên là bây giờ lại làm thêm clip mở thẻ cho anh em xem. Cái thẻ này mình tích trong vòng tầm 4 5 ngày gì đấy rồi. Mình tích xong là để mình mở cho anh em xem. Đấy. Số lượng thẻ cũng cũng là ok, khá khá. Có 5 gói Black World Cup 5 đến 6 ôn này. Mở từng gói luôn xem nào, nhanh chóng cho anh em xem. Một tầng 105 cộng 6 này. Thêm Fernando Torres cộng 6 này. Chưa còn là siêu 110 Zipman này. Tầng cộng 5 này hơi cùi nhỉ. Ôi giời ơi. Hơi bịp. Ôi giời. Hơi bịp nha. 6 đến 7 BTB này. Rồi, ra sau này. The Daily BTB cộng 4 à cộng 7 nhá. 6 đến 7 lần N có hai gói. Mong là có một con hàng nào dùng được. Mong con nào à, có pháo bông này. 115 Bobby Moore cộng 6, mình đang chơi con này lần N cộng 7. Ôi giời. Mấy con này làm phôi thôi. Đây có thêm thẻ NL7 này. BTB 7 4 gói này. Black World Cup 5 đến 7 2 gói này. LN 5 đến 7 2 gói này. SPL 5 đến 7 1 gói, Black World Cup 7 1 gói, BTB 6 1 gói, SPL 6 đến 7 1 gói nữa. Và LN 5 đến 8 1 gói nữa. Đấy. Số lượng tẻ cũng vào dạng khá khá đấy. Cày chay thôi, cày chay làm nhiệm vụ đá hàng ngày mở thẻ xem ra những con hàng gì chất lượng tí. Ôi dồi ôi, không chất lượng rồi, hơi thối nha. Chưa con hàng nào mà để dùng được, để mà dùng được thì không con chưa thấy con hàng nào. Ôi dồi ôi, lại là một tiền đạo người Pháp cộng 7, có phải là phôi 107 không? Thế mà không được, hơi đen. BTB 6 này. Clivert. Bé con cấp 7 đi. Xin một con hàng bé con cấp 7 chơi được đi nào. Xin một con hàng bé con cấp 7 chơi được đi. Làm ơn, please. Please, please. Mở đi. Ai rồi. Kìa. Không có hàng nào dùng được à? Lỡ thế nhỉ? FPL 5 đến 7 và FPL 6 đến 7. 6 đến 7 chơi đi. 6 đến 7 ra cộng 6, 5 đến 7 ra cộng 5. Đấy, đoán trước là như vậy. Cái hàng FPL này thì bán được. Nhưng có người mua hay không thôi. FPL 6 đến 7. Biết ngay là ra cộng 6 mà. Là trung vệ. Con hàng này cộng 8 thì thấy nhiều người chơi. Mà cộng 6 này thì phôi. Phôi bình thường thôi. 700 tỷ, 6-700 tỷ. Là 5 đến 7 trước. Ra con hàng là chơi được. Hoặc là một con hàng nào đó cộng 7. Ok, để mình đập lên nào. Để mà đập lên nhá. Đập lên nhá. Gì đây? Ui dồi ôi. The best. 114 cộng 5 cộng 7 phải phôi 119 không? 7 phải phôi 119 không? Rất mong được. 5 đến 7. Nãy giờ ra toàn min ạ. Nãy giờ ra toàn min hơi đen nha. Hơi đen nha. Hơi đen đấy. Đừng đen nữa mà, đừng đen nữa mà, làm ơn. Lẽ lại cộng 5 ạ. À. Trời ơi. BTB 7 thì 4 gói. Từng gói một đi. Có đời Ali nữa thì tí đập. Zambota này.
Lại đưa ra đi nữa này. Tí con này kẹp đập 8 luôn nhá. Tiếp nào. Pháo bông này. À, pu cạc à. Pu cạc này đang có một con cộng 7 kẹp vào đập 8. Ok. Lại là cờ lai vớt. Lại là cờ lai vớt. Còn 3 gói nữa thôi. Còn 3 gói nữa thôi. Phôi to to tí à. Phôi to to tí cũng được. Phôi to to tí để đập nào. Rồi. Ôi dồi ôi. Cái gì hero cái gì. Tiếp nào. Phôi 117 hàng LN này thì là bình thường. Pháo bông tiếp. Ây da. Del Piero. Del Piero LN7. Hình như mình đang có một con này rồi nên không cần nữa. Rồi gói này xin một gói cộng 8 nhá. Xin một con hàng cộng 8 này. Xin một con hàng cộng 8 này. Nhỏ tí nữa đi. Zimmer Mỹ đi. Tay thối, cộng 8 đi, lựa đi. Cộng 8 đi. Cộng 8 đi. Mẹ, có sao không phải văn phải xa cộng 8 nhỉ? Văn xa cộng 8 phải ngon không? Ừ. Thối vãi. Thôi, tổng kết. Tổng kết từ những con hàng vừa mở ra thì cao nhất là Del Piero LN7. Số xoáy tốc 119 118. Chỉ số khá là ok. Thì trong đội hình đang có một con hàng này rồi. Đấy. Mười con hàng này thì mình đang có rồi thì phải. Đây con hàng này mình có rồi này. Này có rồi, này có rồi, này có rồi. Bobby Moore đang đá cũng 7. Con hàng tiền đạo mà đánh, đánh đầu mạnh này thì thôi không 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 cần. Giờ Giai Lị đang có cộng 7 trong đội hình. Giờ Giai Lị đang có cộng 7 đây. Đấy, mấy con hàng này thì hơi cùi. Bay cung cấp cộng 7. Pháp Quốc này. Cùi nha, bé chê. Không con hàng nào dùng được. Chê chê chê. Chê nha. À, vậy thì đập đập con hàng này lên đi. Vậy thì đập con hàng ASUBIO này lên đi. Ôi giời, phải một luôn này. Chất vậy. Chất như nước cất vậy. Chất như nước cất. Thế còn gì được. Đầm mạch 1 đến 5 á. Chơi luôn thử xem sao. Nhiều phôi, phôi bên này nhiều nên là đập được. Ba này. Ừ. Con này. Một này. Hai.
3. Bốn này. Rồi, từ 1 đến 5. Cũng được ấy nhỉ. Đúng là phôi nhiều đập nó nhẹ nhàng hẳn ấy. Rồi nào, phôi đập dành phôi đập 6 sau nhé. Rồi, từ 1 đến 5 ok. Đấy, mở đống phôi rác thì đập được Esuyo từ 1 đến 5. Nhanh luôn. Ok. Hôm nào sẽ review đội hình cho anh em xem sau. Rồi, hẹn anh em tất cả những video lần sau nhé. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video lớp tới. Anh em cần gì về xe của chung hay là cần review những cái gì, inbox hay comment xuống dưới cho mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.